thịt bò nha mọi người nha. Chuẩn bị gần 1 cân thịt bò nha mọi người nha. Cái này là mọi người không thèm gì nữa. Ngâm gia vị rồi đây. Ướp gia vị nha anh em nha. Cái xiên là một xiên nướng. Thêm tí nữa bên kia. Ơ thì vào mình ướp muối à? Ừ. Thì là treo luôn. Ướp muối thấm rồi treo. Rồi chuẩn bị lên lò nướng nha các bạn nha. Rồi mình nướng một miếng để ăn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.